Ram và Sài Gòn Buffalo được đánh giá có ít hơn 1% cơ hội vô địch thế giới. Factor.gg, website chuyên thống kê, phân tích về liên minh do Evil Genius sở hữu, đã đưa ra dự đoán về khả năng vô địch thế giới trước thềm giải đấu khởi tranh. Theo đó, Genji, JD, T1, Top Esports là 4 ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch. 4 đội này nằm ở 4 bảng khác nhau và là hạt giống số 1, số 2 tại LCK và LPL. Tiếp theo, các đội Damwon, Edward Gaming, Royal Never Give Up, G2 chỉ có từ 2 đến 11% cơ hội vô địch. Khả năng vô địch của 16 đội còn lại chỉ là 1 hoặc ít hơn 1%. Thật bất ngờ khi các đội mạnh, giàu truyền thống như Edward, Royal, G2, Cloud9 lần lượt bị Factor.gg cho rằng chỉ nắm trong tay 3, 3, 2, 1% khả năng vô địch. Trang web cũng tính toán khả năng tiến vào vòng bảng của 12 đội. Theo đó, Royal, Evil Genius, Dragonix, Fnatic, Beyond Gaming, Mad Lions là có xác suất góp mặt ở vòng bảng cao nhất. Sài Gòn Buffalo thậm chí không được đánh giá nằm trong top 6. Điều này trái ngược với niềm tin, nhận định của fan cũng như giới chuyên môn của Liên minh Việt. Một điểm bất ngờ nữa là Detonation Focus Me của LJL là bại tướng của Sài Gòn Buffalo tại MSI. Họ thua 2 trắng qua 2 lượt trận, bị loại ngay vòng bảng. Còn Sài Gòn Buffalo lọt vào top 6 MSI. Thế nhưng Detonation Focus Me lại có tới 30% khả năng vượt qua vòng khởi động. Con số này của Sài Gòn Buffalo chỉ là 24%. Vì thế, Sài Gòn Buffalo cần phải cố gắng để chứng minh rằng Factor.gg và một số fan phương Tây đã sai khi đánh giá quá thấp Sài Gòn Buffalo nói riêng và các đội VCS nói chung. And in the end, Saigon Buffalo, they find the first victory of their World Play-ins run. And here's a quick stat for everyone watching. As far as we can tell, this is the first professional win for a Zach mid. That was a hard game to cast. We're approaching 11 hours in studio for you, Gorborg. Came in a bit for myself, and the chaos in the early game kind of put everybody off balance. I have to wonder, you know, Wildcats